Vậy là đang quay rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi, xin chào. Thôi, xin chào mọi Thì người. hôm nay Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube về cờ sức kỳ của mình. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung phân tích bàn đấu giữa kỳ thủ Fujishota và kỳ thủ Chida Shota trong khuôn khổ thuận vị chiến kỳ 85 đúng không nhỉ? 80. Kỳ 80, kỳ 80. Gì nhỉ? Nhóm Tổ B1. B1. Và đây là vòng thứ 11 đúng không? Đúng, chính xác. Thì trong bán đấu này thì kỳ thủ Fujishota sẽ là người đi trước Sente, còn kỳ thủ Chida Shota sẽ là người đi sau Gote. Thì trong góp mặt trong video ngày nay sẽ là bạn Nguyễn Hữu Phúc Cường, dân gian hay gọi là Long Nhất, sẽ phân tích cùng mình. Nói phân tích nghe cho vui thôi chứ thật ra là vô thảo luận với lại chủ tịch để cho nó thêm không khí sôi Thì động. tôi thì tôi không biết lắm, tôi chắc là ông biết về Fujisota rồi đúng không? Thực ra thì ai cũng biết về Fujisota rồi, nhưng mà còn Fujisota thì nổi tiếng quá rồi, còn còn kỳ thủ ở Chida Shota thì chắc là ít người biết. Nhưng mà nếu tôi nhớ không nhầm thì cái ông kỳ thủ Chida Shota này lại là người rất là có duyên với Fujisota. Tôi nhận thấy là ông này có rất là nhiều bàn thắng khi mà đấu Fujisota, không biết cái có đúng không? cái này thì tôi cũng không rõ lắm nhưng mà Chida Shota cũng là một trong những kỳ thủ rất là mạnh mặc dù là ở thất đẳng nhưng mà anh cũng đã có cho mình được giải Masuda về chiến thuật trong khi Fujisota thì chỉ có giải Masuda về nước đi tiêu biểu. Thế chứng tỏ là Chida cũng là một thiên tài đấy nhỉ? Nếu như mà tại vì tôi nghĩ là không không phải là nhiều người sẽ đạt được giải Kozo Matsuda đâu, dành cho những cái Thực chiến ra thuật. thì trong shogi, thế giới shogi bắt đầu từ lục đẳng trở lên á thì họ sẽ không tính theo cái dạng của người bình thường là không có chơi lâu thì sẽ được lên mà là phải đạt được thành tích. Thì Fuji Long Vương nhờ có được kỳ thánh và Long Vương với vương vị cho nên mới lên được cửu đẳng. Còn Chida Sota thì tạm thời là chưa có danh hiệu nào cho mình. Hoặc là có ít danh hiệu cho mình cho nên rằng là anh chưa lên được bát đẳng cũng như là thất đẳng và cửu đẳng nhưng mà rõ ràng anh cũng là một kỳ thủ rất là mạnh. Thì hôm nay thì mình sẽ phân tích đấu này luôn nhá. Thì với tư cách là người đi trước này, Fuji mở đầu trận với cái tốt 26 này, tốt 84, tốt 25 và tốt 85. Thì cả hai ông này đều đưa tốt của xe mình là hàng thứ 5. Vàng 78 và 42. Thì đây là một thế cờ của khai cuộc ở Aigagari, khai tiếng Việt còn gọi là đôi công hai cánh đúng không? Thì cái này tôi gọi hoa mỹ nó là song phi yến. Đúng rồi, song phi yến. Ông nào thích hoa mỹ thì có thể gọi là song phi yến. Nó hoa mỹ một tí. Bạc Rất ba là tám bạc 72. Đây không là này một cúc nước, bi nhau à. đây là nước phát triển quân bạc khá là tiêu biểu trong cái khai cuộc này. Cả hai bên sẽ cố gắng đưa quân bạc này ra tấn công từ sớm. Tốt 97, vua 52. Thì cái nước vua 52 này tôi nhớ là cũng là một nước đi cũng khá là nhiều người chơi đúng không? Cái nước vua năm hai này là một nước của khai cuộc hiện đại. Bởi vì thông thường thì đối với lại kiểu khai cuộc này thì người ta cố gắng người ta nhập thành hơn là đi vua năm hai thì cái lựa chọn vua 42 sẽ được lựa chọn nhiều hơn ở quá khứ nhưng mà không biết rằng thời điểm này thì chắc là do có sự xuất hiện của hệ thống điện não cho nên rằng là cái nước vua năm hai này rất là nhiều người sử dụng. Tuy nhiên là những kỳ thủ thuộc thế hệ của Habu trở lên á thì thường không đi cái nước này bởi vì họ cho rằng nước này không an toàn. Đúng rồi, việc đưa vua lên 52 này thực chất là con vua này đúng là vẫn nằm ở giữa đúng không? Bên phía đối phương thì vẫn có thể tấn công thẳng vào trung tâm ngay sát mặt vua được. Còn nếu mà đánh theo kiểu cũ là vua sẽ nhập thành thì con vua đứng ở vị trí
thường thì con vua này sẽ có xu hướng là đi qua O22 đúng không? Chính xác. Thì khi mà con vua đứng vị trí hai hai thì Thì nó sẽ cảm giác nó sẽ an toàn hơn là khi mà vua đứng trình hình ở giữa O52. theo như tôi nghĩ rằng là cái thời điểm hiện tại bây giờ á, thì họ cho rằng vua, tự bản thân vua nó giống như một cái thành vậy đó. Tức là nó bảo vệ được 8 cái ô xung quanh đó ở giai đoạn khai cuộc. Cho nên rằng cái việc đi vua 52 này là một lựa chọn Cũng là một lựa chọn tương không hề đối tồi đúng không? Khi mà con vua này bây giờ có không thể không bảo kê được ba con tốt này, ô 63, 53, 43 này. đúng, Đấy, theo như thì tôi hiểu. đây là một lựa chọn cũng không phải là tệ, nhưng trong quá khứ thì không. Trong quá khứ thì không ai đi như thế này cả. Đúng rồi, trong quá khứ thì tôi nghĩ là không ai dám mạo hiểm thế này. Thì tiếp nhá. Tốt 16. Tốt 14, hai ông này thì để tốt biên thôi. Tốt lên là 46. Thì cái nước này Rồi, phát là triển của quân tôi bạc, đoán là nước phát để triển của quân tạo bạc khoảng trống để đưa bạc đi lên đúng không? đúng, đây là một nước để tạo khoảng trống đưa quân bạc đi Đi lên. lên. Tốt ta, 74. Thì bên phía của Chidashuta thì cũng tạo khoảng trống để có thể đưa bạc lên 73 hoặc là có thể đưa mã lên 73. Bạc 47. Có vẻ là hai người chơi khá là an toàn trong trận này vì không dám mở đường đổi tượng. Thì đúng là ở đây đến sau nước này là sau khi bà bạc lên 47 rồi nhá, thì bên kia cũng chỉ đưa tốt lên 86 thôi. Thì tốt đã lên này, sen xuống này, tốt thả ở 87 thành công xe này, xe chạy về ô 85. Thì đến đến tận cái nước 20 thì cả hai vẫn chưa hề mở đường treo tượng. Thì đúng thì Long Nhất nói thì hai bên trong trận đấu này chơi khá cẩn thận khi mà không chơi kiểu đổi tượng cho nhau. Đúng rồi, vì xác định về khai cuộc mà đổi tượng rất là khó chịu. Bởi vì sau khi đổi tượng rồi thì mỗi một nước đi đều phải tính tới cái chuyện là tượng có thả được không và đối phương có thả được tượng không. Thì nó làm cho ván đấu rất là căng thẳng. Và thông thường thì khi mà tôi giới thiệu cờ cho những người mới chơi á, thì tôi sẽ không giới thiệu đổi tượng, bởi vì ai mà yếu bóng vía mà chơi đổi tượng là rất là dễ chết. Thì tiếp tục này. Tốt 76. Đến đây, đến tận cái nước Ok. 21 thì Fuji mới mở chéo tượng. Rồi, Sota cũng sẽ mở đường chéo tượng. Tốt 34. Thì ngay sau nước này thì Chida cũng mở chéo tượng và bây giờ thì cả hai con tượng đang giáp mặt nhau đúng không? Nếu như đã chơi an toàn thì đóng luôn. Nhưng mà có lẽ là Fuji vẫn muốn chơi an toàn nên là anh lại đưa tôi lên 66 cả mặt hai công tượng này với nhau. Thì đến đây thì cái nước lên tốt 66 này ngoài việc là cảm tượng ra thì nó còn phải ý, nước này nó còn ý nghĩa gì nữa không? Tại vì theo tôi nhớ là có thể là đưa có thể là Fuji có thể đưa con vàng này đi lên ô 67 để như kiểu là xây thành Yagura. cho vua của mình. Thật ra trong trường hợp này thì Nhưng mà nhá, trong đến thường thì sau khi mà bên kia lên tốt 66 ấy thì tôi hay để ý là đối phương sẽ có xu hướng là đẩy bạc lên rất là cao để có thể tấn công thẳng vào con tốt này, tốt ở ô 76 này này. Thường nó sẽ là như vậy. Nhưng mà trong cái trận đấu này ấy, thì Chidashuta bên phía Cote ấy, thì lại đưa nhảy mã bên phía cánh tượng lên ô 33. Thì tôi thấy nước này nó hơi lạ. Tại vì con mã này nó đứng đây nó không không thực sự là làm cái gì, tại vì con mã này cái ô 45 đang bị cover với con tốt ở ô 46. Và ngoài ra thì đúng là con mã này nó đang nhắm vào con tốt ở 25 thật. Nhưng mà rõ ràng là bên kia chỉ cần lên bạc ở ô 36 thì có thể bảo vệ được con tốt này. Thì không rõ lắm là việc lên mã ở ô 33 thì có mục đích gì. tôi nghĩ rằng là cái việc lên mã ô 33 này á, là để hạn chế cái việc mà con ngân phát triển lên ô 63 rồi sau đó đẩy tốt lên 54. 54
Nhưng mà theo những gì trong máy tính thì nước đi này lại là món đi không thực sự chính xác. Thì không rõ lắm là tại vì theo những gì tôi hiểu thì tại sao Đúng. Chidashota không phát triển những cái con khác như con bạc chẳng hạn? Họ ý ra là nếu mà phát triển thì tại sao không phát triển con mã ở bên cánh xe tập trung để tấn công vào cột 8 của Fujisuta? Đây là một nước có cảm giác là nó không có ý nghĩa gì trong thời điểm này. Nó không mang lại bất kỳ ý nghĩa gì luôn. Bởi vì trường hợp này nếu như mà Fuji tấn công vào tốt đầu tượng, đồng binh, đồng tốt, sau đó đồng xe thả tốt vào 2-3, thì sau đó xe ăn ngang qua, thì có vẻ như là cái đội hình của Fuji ở của Sota, Chita Sota ở khu vực cánh tượng là đang rất nguy hiểm. Ừ. Mà liệu nước đi này nó có thực sự là kiểu gây khó khăn cho Fujisuta không? Tôi không nghĩ là nó gây khó khăn được gì cả, vì thực tế ra con mã nó không phát triển được gì. Đúng rồi, con mã tôi để ý con mã không phát triển được gì. Thậm chí con mã đang cản đường chéo con tượng nhá. Lưu ý ở đây nó vẫn đang cản đường chéo con tượng nhá. Đúng không? Với con tượng bây giờ con tượng này rất là thủ động này, không làm cái Có gì cả. thể là Fuji đang, có thể là Chida Sota đang muốn đưa tượng lên 3-1-1-3. Sau đó là việc nhảy mã tấn công ở trung tâm. Yếu là như thế này gì cố gắng Ừ, nhưng mà nó khá chậm. nó phát chậm và thực ra thì cũng hơi khó nhỉ, tôi nghĩ là hơi khó đấy. Không dễ tí nào thì Ừ, để xem. tại vì đối với cái nước này thì chỉ cần đưa tượng, đưa kim lên 5-2 là có thể thủ được rồi. Đúng rồi, hoặc là đưa bạc, Và đừng... đưa bạc lên 68 đúng Đúng. không, hoặc vàng lên 58 nó có thể thủ khá thoải mái, À, tốt tốt 58. ở 57 thậm chí nhé, thậm chí nhé. Và Fuji có thể giống như là Chida đưa Đưa vua lên. đưa lên năm năm tám rồi không sao cả, tôi nghĩ là không có vấn đề gì đúng không, Không vấn thì đề gì, sau hoàn toàn không có vấn đề. thì sau khi mà bên phía của cô tên nhảy mã lên ấy thì Fuji đã ngay lập tức là đưa vàng à đưa bạc qua ô 36, thì mục đích tôi nghĩ là đơn giản là chỉ để đơn giản là bảo vệ con tốt ở hàng năm thôi, Đúng. tượng lên là 13 đúng như ông nói thì Chida đã đưa tượng qua biên để có thể tấn công vào cái Hỗ đường trợ chéo tấn này, công. nhắm nhắm thực ra nhắm việc nhắm vào con tốt ở 46 chỉ là phụ thôi, quan trọng là nhắm vào con tốt ở 57. Tôi nghĩ lúc này thì Fuji đã sẽ chuyển về tứ giang phải để bảo vệ con tốt kia. Rồi dĩ Thì nhiên là không bây biết có giờ đúng như lùi vậy bạc không? xuống là không được, lùi bạc xuống nếu mà lùi bạc xuống Thì sẽ thì bị mất mã cánh thế. xe có thể ăn qua ngay đúng không, Mất thế. đúng rồi nó sẽ mất thế. Ví dụ nhá, ví dụ mà Fujisota lùi bạc xuống đi thì Chida có thể ăn xe qua đúng không, ăn xe qua thoải mái, Thí thậm chí là xe. gạ gạ đổi xe luôn cũng được nếu mà Fuji đổi xe nhé. Thì ở đây thì khoảng có một khoảng trống rất là mạnh, khoảng trống rất là yếu của Fuji ở ô 28. Ừ, trong khi khoảng trống 82 của Chida Sota thì hoàn toàn không yếu lắm. Không yếu lắm tại vì con nếu thả Chỉ con xe, cần nếu mà thả con xe ở đây thì cũng không làm gì được tại vì tất người cả ta thả tốt vào là người ta cản ngay. Người ta thả tốt vào là các quân coi như cờ đều được bảo vệ rồi. là con xe bị giam ngay lập tức. Đúng rồi, đây ví dụ luôn này. Thì sau khi ở đây nếu mà thả Fuji thả xe ở đây thì có thể đơn Thả giản là tốt thả vào tốt là giam. 83 luôn, và con xe này bây giờ con xe đã chết. Nước tiếp theo thì rõ ràng là cô ta chỉ cần qua vàng đây là có thể bắt chết con xe này rồi, nên là việc đổ xe trong giường này là không có lợi cho Fujita, và Fujita chắc Rất cũng là không mạo muốn hiểm. để nó xảy ra, nên là thay vì lui bạc về bảo vệ tốt thì đúng như ông nói là Fuji đã đưa xe qua cột 4 có thể bảo vệ con tốt ở ô 6, họ đòn họ đường họ Vậy thì thể lúc tấn này công thì được. Chida có thể đưa tốt lên tấn công thoải mái rồi. Có thể là đưa tốt lên 4-4, nhưng mà tôi không biết rằng là có đúng như vậy không. Thì Chida lại Không. không hứng thú lắm trong việc để tốt lên mà anh lại dùng con xe của mình Muốn đưa qua ô 55 tấn công thẳng vào tấn trung công tâm của ngay. Fujisuta. Ừ. Thì một tôi nghĩ là nước đi này trông thì có vẻ mạnh nhưng mà thực chất là tôi nghĩ là nó không thực sự hiệu quả trong trường hợp này, tại vì một con xe
tấn công vào đây thì cũng không thực sự giải quyết được vấn đề gì. Không biết liệu là có một đòn chiến thuật nào trong trường hợp này không? Tôi đang nghĩ rằng là khi mà đưa xe qua như vậy thì Fuji sẽ phải thủ con tốt đó. Đúng rồi, chắc chắn là Fuji phải thủ. Bây giờ con tốt này con tốt yếu đúng không? Không có ai thủ cả. Có thể là đưa bạc lên 68, vàng lên 58, hoặc là đơn giản đưa vua lên 58. Nhưng mà có vấn đề là một con xe đứng ở đây thì thực chất là nó hơi Không mạnh. không mạnh, nó không mạnh một tí nào. Hoặc là có thể là Chida đang muốn dụ Fuji đưa con vàng lên 52, 58, rồi sau đó bắt đầu đưa mã tấn công vào tốt ở 25 và sau đó là đồng xe qua. Thì như vậy thì cái phần bên này đã không còn khả năng để phòng thủ, hoàn toàn là không còn khả năng để phòng Ví dụ thủ. Fuji lên vàng 58 đi, nhưng con vàng bây giờ là Thì không có sẽ quay 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 trở lại cánh phải để bảo vệ nữa đúng không? đúng Bây giờ thì có thể thoải mái dùng mã lên à? Ý ông là dùng mã lên tốt đúng không? đúng rồi, đưa mã lên 52. Thì cái vấn đề của ở đây là Fuji lại không có tốt để thả tấn công con mã này. Bây giờ con mã này khá là mạnh, tôi nghĩ là nó khá là mạnh. Nên bắt buộc phải đồng 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 ngân không 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 đồng ngân. Nếu mà để y ngay đó thì cũng rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm, con mã này có thể trong tương lai có thể thậm chí có thể thí đấy, thí vào con tốt ở 37 cũng được. Để Tuy điều nhiên động đối phương. thì trong văn đấu ấy thì Fujita lại không làm như vậy, không lên lên vàng ở 58 Chắc chắn Fujisuta sẽ không làm cái trò đó rồi. mà anh lại đưa bạc lên ô 68. Đúng. Một nước Đưa này tôi bạc nghĩ lên là khá đây. là ổn. Thứ nhất là nó vừa phát triển con bạc này mà vừa bảo vệ con tốt ở 57. Thật ra thì cái nước này nó khá là tự nhiên. Đúng rồi, nó khá tự nhiên. Vì Thậm không chí ai sẽ nhưng đi mà cái con nhưng mà chim ý lên ý như tôi vậy là cả. liệu lên vua ở 58 nó có hợp lý không? Lên vua 58. Nước này không đánh giá được chất lượng của nó. Nhưng mà nếu như mà gặp tình huống như vậy thì có thể sẽ bị đối phương tấn công tốt lên đầu ngân. Tấn công tốt ở đầu ngân nữa. Ý ông là chị tao có thể để tốt lên đây đúng À không? không không không, như vậy thì nó đã cản đầu tượng rồi. Nhưng mà cái vấn đề là nó sẽ cản đầu tượng của con bạc này, bây giờ có thể lùi về đây chẳng hạn. Và bây giờ Đúng trong rồi, tương nó lai có thể cản con đầu. bạc này có thể leo lên đây tấn công xe. Nó đã cản đầu tượng rồi cho nên không được. Không được đúng không? Và tôi nghĩ là nước thứ 58, nước lên vua 58 này cũng là một nước không thực sự, thực sự là không tuệ. Ít nhất là theo máy Không tính, theo máy tệ. tính thì nước này làm đi khá là tốt. Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta là con người nên là không không nên chơi những cái nước nó hơi không tự nhiên như vậy. Thì sau Đúng khi rồi, mất bạc lên công ta 68 nữa. này, xe xuống 54, có vẻ như là chia ra Nó chúng lại ta cái rất là muốn giữ con xe này ở cột thứ năm đúng không, để có thể tiếp tục gây sức ép vào vòng vua đúng của rồi chúng ta. Nhưng mà liệu ông có thấy là con xe này nó hơi bị tù khó thở không? tù Đúng hơi không? Tại tù. vì rõ ràng là Thật việc ra đưa đưa hai con tốt lên cao tôi này, hai con tốt ở đầu, hai con tốt ở cột 7 và cột 3 lên cao ấy, thì bây giờ con xe này nó không có nhiều khoảng trống để chạy. Giả sử theo mà tôi Fuji nghĩ có thể á, đưa một trong hai con tướng của mình lên công thì liệu con xe này để có bị bắt mất không? là có thể là Chita sẽ đẩy tốt ở 75 75 lên đây đúng không? lên khi mà đồng binh thì sẽ thả vào vị trí của con binh vừa mới nhảy lên đó. Ví dụ đi, ví dụ vì Fuji đi một nước đi, như là qua vua Nhập 69 thành chẳng đi. hạn. Tốt lên, ý ông là tốt lên 75 đúng không? Đúng. Thì sau khi tốt ăn lên này, nhiều khả năng tốt phải ăn lên rồi, không ăn lên không được. Thả tốt ở 76 đúng không? À, vị trí đó đúng rồi. Thì bây giờ con Để xe này đưa bây giờ gì? nó thoáng hơn rất nhiều. Thứ nhất như thế là như vậy. Thứ hai là có một con tốt rất là mạnh. Đây đúng không? Ở ô 76.
Thì lúc này nếu muốn giết con tốt đó thì buộc lòng Fuji phải điều động những cái con kim ngân lên các Thì vị trí khác. đúng rồi, Thì lúc này con xe nó có thể thoải mái đi qua lại cục đúng rồi, 2, cục 8 để tấn nếu công vậy trở lại. đúng rồi, thì nếu vậy thì việc lùi xe xuống O54 cũng không hẳn là muốn đi tệ trong trường hợp này. Vì Thì nếu như mà con ngân này mà nó lên vị trí 6-7 để bắt con tốt vừa mới thả thì lập tức con xe sẽ phong cấp Long Vương ngay lập tức. đúng rồi, cái vấn đề là con ngân bây giờ đang 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 phải canh con tốt ở 57 nên nó không thể lên cao để tấn công được, đúng không? Buộc lòng phải dùng con Nếu như khác. con kim này mà chạy lên khu vực 6-7 để tấn công con tốt này thì ngay lập tức con xe sẽ chạy qua khu vực 8-4 để tấn công ngay con tốt kia và không có đường đỡ. Đúng rồi. Thì Ông trong ván đấu thì Fuji đã đi một lần đi, tôi thấy cũng hơi khó hiểu là lên tốt ở 65. Thì tôi không rõ lắm là tại sao lại để tốt lên cao như vậy. Tại vì tôi nên tôi không nhầm thì trong cái cờ này thì việc đẩy tốt lên cao thực sự là không phải là một điều gì đấy nó tốt đi. có thể là Fuji đang muốn hạn chế việc xe của Chida đi qua khu vực cục 4. Nhưng mà rõ ràng là kể cả khi mà đẩy tốt lên cao thế này nhá, 65 nhé, thì vẫn có thể như ông nói là có thể đẩy tốt xuống 75 được, đúng không? Thì sau khi mà tốt ăn lên thì này vẫn có thể thả được tốt ở 76, và rõ ràng đến đây thì nên để ý thì hai con tốt ở cột 6 cột 7 của Fuji lên khá là cao và để hở khá nhiều khoảng trống ở cột 6 và cột 7. Tôi không nghĩ rằng là cái nước đó là một nước tốt. Đúng rồi, tôi nghĩ đây là một quyết định chính xác của Fujita. Mặc dù là nước đi Tôi này có một ý nghĩa khá là quan trọng là mở đường chéo tượng, đúng không? Tại vì con không... tượng Có của thể Chida rằng là đã lên O13 rồi, nó không còn nằm O22 nữa. Nên là con tượng của Fuji khi đi đường chéo tượng khá À, là tôi biết mạnh. rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cái nước này nó sẽ hạn chế cái việc con mã có thể tấn công con tốt ở 2-5. Yêu là con mã bây giờ không được ăn lên được, đúng không? Nếu mà con mã ăn lên ý, Đúng rồi. tạm thời tính là bây giờ con mã không ăn lên được, nhưng mà ví dụ mà con bạc này đi đâu đấy xuống đây chẳng hạn thì con mã cũng không thể ăn lên được, đúng không? Tại vì nếu mà ăn lên thì tôi sẽ ăn là Đúng. tương xa Thật ra O1. Fuji đang muốn phát triển con bạc lên 5-4. Lên 4-5 chứ. 45 Để có thể nhất tiễn song à, liêu, một một cái đòn chiến thuật, đúng không? đòn kẹp chết con xe Đúng rồi, giả sử nhé, giả sử bên phía của Chida chúng ta đi một nước đi không được vớ va vớ vẩn nào đi đó, lên chết tốt ngay ở lập tức, 94 được ạ, thì đến đây thì có thể thoải có mái thể lên bạc ở chết xe ngay lập tức. không, thực ra nó cũng không 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 đơn giản được đâu, tại vì nhé sau khi bạc lên 45 nhé thì con xe bây giờ đi nhé, xe không còn đường chạy rồi, bắt buộc phải ăn mã lên, đúng không? Mã ăn lên đúng. Nhưng mà cái vấn đề ấy là ông cũng không thể ăn mà hơn xa được, tại vì bạc mã sẽ ăn xuống 57 phong cấp. Khi này thì mình sẽ phải đồng con quế đó, đồng binh để giết con quế đó. Đối phương vẫn phải tiếp tục thủ cái khu vực Hương Sa. Mà đến đây thì ông Thì sẽ làm tại gì? thời Tại tại thì tại 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 à mình không ăn Hương Sa, tất nhiên mình sẽ không ăn Hương Sa rồi. không Mình ăn ăn xa, Hương đúng không? Sa mình sẽ chết. Thì mình sẽ phải ăn con mã này. Ăn mã này, đúng không? Nhưng mà kể cả khi ăn mã này nhá thì bên kia có thể thí tượng và hàng tốt ở 57, đúng không? Đồng tượng, đồng giác. Dĩ nhiên là bà, nếu mà bà ăn lên thì sen xuống cung cấp thì đây thì hơi khó để Đây cho thì hơi Fuji có hơi thể hơi chống đỡ. hơi ngạt thở rồi đấy, hơi ngạt thở rồi Đúng đấy. rồi, một con Long Vương đấy rất là mạnh, hơi khó. Còn trong trường hợp mà cản 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 con mã, cản con xe làm cách thả mã ở 55 thì bên kia có thể đơn giản là chỉ Thí cần xe, ăn xe. đưa đưa Long Mã về O56 thôi, đúng không? Không có Nó vấn có đề thể gì ăn cả. xe luôn cũng được. Nó cũng ăn xe luôn cũng Ăn được. xe luôn, thậm chí ăn xe luôn rồi. Nhưng mà nếu mà
phá lên nhé, thì có thể thả xe để tấn công ngay. Không không tấn công ở đó, tấn công con vua kìa. Yêu mà thả 39 chiếu nhỉ? Đúng. Đúng rồi, thì sau khi mà bên kia, ví dụ như bên kia, thế này thì coi như Là là thế nào, chúng ta vẫn đang có có lại được lòng một lợi vườn. thế rất là lớn rồi đúng không? Quá Chính khó để xác. có thể chống đỡ Thành cái thế cờ này. thành thì đang tan hoang hết. Nếu vậy thì rõ ràng là Rõ điều gì ràng tốt thì ở nước này 6 năm không. không thực sự là muốn đi chính xác. Mặc dù là nó là mở đường cho ấn tượng đấy, nhưng mà cũng hơi khó để có thể tấn công, mà dùng cái đường chéo này tấn công. Thì sau đó thì Tại sao ông không nghĩ rằng là Chida sẽ, à không, con tốt này dĩ nhiên bất di bất dịch rồi, không đi đâu được rồi. quay trở lại một trận đấu nhá, thì sau đó thì Chida đẩy tốt lên 3 năm tấn công bạc, bạc Ừ, thành vậy thì công lúc thứ này bảy. tại sao lại không lên nhỉ? Như mình phân tích ấy, nên nên là nhiều khả năng là không không phải nó đi chính xác đúng không, mình phân tích xong. Ừ. Nhưng lúc này con tượng nó đã bị cản rồi. Lên nhá, lên lên bạc 5 nhá, thì đến đây thì phải ăn mã lên đúng không? Ừ. Đồng Như quế. mình phân tích À, là đồng tượng binh, không thể ăn đồng hướng bộ, xa đồng được, bộ, đồng bộ, đồng bộ. thì phải Đồng đồng ăn, đồng 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 quế. lên. Nhưng mà Thì lúc đến này đây cái thì ô có thể 44 đang rất là để yếu. tốt xuống 36 được mà đúng không? Dù cho đẩy xuống cái đó nhưng mà bên Cô vẫn có thể phòng thủ rất là đơn giản. Tuy nhiên bây giờ ông phải thủ con tốt nào, ông phải chọn thủ con tốt nào. Tất nhiên là mình sẽ thủ con tốt, tất nhiên mình sẽ thủ con tốt chính giữa rồi. Nhưng mà ông sẽ dùng cách gì thủ con tốt chính giữa? Nó không dễ một tí nào đúng không? Tôi đang suy nghĩ tới việc đó là đưa kim tướng lên 76. Kim tướng lên 76 thì bên kia có thể thả bạc ở 78 đúng không? Bây giờ thì coi như Rất là là toàn căng bộ cánh trái của ông lủng mất rồi. nha, khá là căng đấy. Nếu Nhưng mà mà không thể đưa lên đưa năm đưa vào lên năm lên lên tám 67 được. năm tám thì sao? Vàng 58 thì bên kia ăn xuống. Ông phải Đồng ăn mã lên quế đúng không? và sau đó bị thả đầu Đúng rồi, bây giờ thả ở đây, đầu thả ở 36, con như con mã này bây giờ chết rồi, chết rồi, con mã chết rồi này đúng không? Và sau cái vấn đề có một là nước có một cách thủ rất là hay, đó là thả, đó là đúng rồi, con mã nó chết rồi. nước duy nhất để thủ là chắc là thả tốt ở 38 à đúng không? Người ta vẫn sẽ ăn xuống. Ăn xuống bên, kể cả khi ăn tốt lên thì coi như là vẫn còn rất là khó để chống, tại vì bên kia có thể tiếp tục thả bạc ở 26 để tấn công một con tốt này đúng không? Đúng. Thì đó là lý do tại sao mà Fuji đã không liều lĩnh đưa bảo lên 45, và tôi nghĩ là Đúng rồi, đây là thuận vị tổ B chứ không phải là nghiệp dư. nên là anh đã đơn giản Đúng là vậy. đưa con bạc xuống 47 để phòng ngự thôi, mã lên 73. Thì để ý ở Đó là đây tấn thì công con rồi đấy. mã này bên phía Chida đã có hai con mã đã được phát triển rồi, và nhiều khả năng hai con mã này sẽ có xu hướng nhảy lên rất là cao, có thể nhắm thẳng vào trung tâm của Fuji chúng ta đúng không? Đúng. Rất là đau đầu đấy. Thì đến đây Ok. thì con tốt ở 63 thì không thể bảo vệ được rồi, không có con nào có thể bảo vệ được con tốt này. Đưa đưa vạt lên. Nếu đưa bạc lên thì mã lên đây, thì như tôi đã nói thì bên kia lại có thể thoải mái Tiếp gây tục xếp cái trò vào hồi cột nãy. 3 của Fujita đúng không? Tình huống này khá là chậm cho Chida. Nhưng ừ đúng rồi, tình huống này khá là chậm cho cho Fuji, bởi vì dù cho có lên bạc ở 45 đi chăng nữa thì con xe cũng đã có đường đi qua khu vực 24. Đúng rồi, con xe bây giờ lại thoải mái vào đây. Nên là tôi nghĩ là con bạc này buộc phải đứng ở vị trí 47 để bảo bảo kê được cái ô này, không cho bên kia đẩy tốt lên. Ông mà chỉ cần di chuyển con bạc này đi đâu ấy thì bên kia sẽ có thể nhiều khả năng sẽ đẩy tốt lên ngay lập tức. Bây giờ hiện tại bây giờ là Fuji đang có hai con tốt đang gặp nguy hiểm. Là con tốt này, là con tốt này, Là đúng con không? tốt kia.
Thì dĩ nhiên là Fuji, thực sự là Fuji cũng không thể bảo vệ được con tốt nào, tôi nghĩ là như vậy. Nên là Hai tay Fuji không đã quyết định thần là đưa vua qua số 9. Thì nước này chắc là muốn đúng đi rồi, để giảm áp áp lực né áp lực của con con xe xe con ra. Pisa lại. Tôi nghĩ thời Đây điểm đến này đây tại sao Fujita lại không đẩy tốt lên 42 24 nhỉ, thì ông là đâu tốt, đâu 24? tốt 24 á, đi ông nước này đúng không? Chưa nào, tốt 24 nhá. Ăn lên thì sao, tốt ăn lên thì sao, Thì sáng quá. xem qua thôi, đơn giản thôi đúng không? Đến đây thì cái cột này, cột mở này hơi khó để chống đỡ đúng không, Đúng. nhưng mà liệu có nước phòng thủ nào khác không? Có thể là không ăn. Có thể là không ăn để làm người ta chậm lại. Hoặc là mình sẽ tương kế tự kế, mình đưa xe qua 28. Xe 28, xe 28, nhưng mà nếu mà kể cả xe 28 thì tôi vẫn ăn. Ăn lại. Ăn lại sao được, ăn lại thì bạn ăn lên à? Bà không nhìn thấy cái đó nhỉ? Tại sao muốn nó đi trông có vẻ đơn giản mà lại chi đại không nhìn thấy nhỉ? Hay là có quản lý gì đằng sau đấy? Hay là có một cái gì đó nó căng thẳng ở đây nhỉ? Tại vì theo máy tính ý, thì nước tốt 24 là mới là nó đi chính xác nhất trong cái thế cờ này. Theo máy tính nhá, Đúng theo rồi. máy tính ấy thì nước mà ông recommend ấy là tốt lên 24, tức là lên chính xác. Nhưng mà tôi không hiểu là Đúng rồi, tại một sao thằng Chida lại không đi nước này. sao đó, một thằng nghiệp dư như tôi thì nhìn thấy nó cũng chính xác cơ mà, tại sao lại một kỳ thủ chuyên nghiệp như chia ra lại, có thể là đang sợ cái gì đó. Đang sợ gì đấy? Mà tôi không rõ lắm nó sợ cái gì. Chắc Thì dù sao thì ông cũng đầu thì chắc là người người chuyên nghiệp họ họ suy nghĩ khác với mình. còn thì ông thì lại không làm như vậy mà lại đơn giản là Chắc chỉ đưa về cần kéo điệp tượng về 22. defend cái chỗ đó để cho con mã nó thoải mái nhảy đi. Hay là Tôi nghĩ là do Chida đang muốn con mã lên lên luôn chứ không muốn đẩy tốt. hay là Chida chơi cẩn thận và muốn kiểu bảo kê một chút về cánh tượng ấy rồi mới đẩy tốt Thì lên. lúc nếu mà lui về như vậy thì Fuji đưa xe qua lại 28 defend Nếu mà như xong vậy thì hết lại mất một chuyện. nhịp đúng không? Fuji có thể đưa xe qua Đúng 28, rồi, và đúng như vậy là Fuji đã đưa xe qua 28 thật. Bây giờ thì có mã này không ăn lên defend được, và kế hoạch bản thân nó là bể việc hết, đẩy tốt này cũng không được. mà con tốt cũng không đẩy được luôn, Có lẽ là con tốt cũng nghỉ đại, Chida đã con bỏ tốt lỡ một cơ hội để tấn công thẳng vào cột 2 của Fujita. thì bây giờ chia ra sẽ đổi đổi chiến thuật. Đến đây thì sau khi mà Fuji đẩy đưa xe qua 28 bảo kê cột 2 thì Chida đã quyết định là đổi không quan tâm đến cột 2 đổi nữa, nó tấn công cột khác đổi chiến thuật. để tôi lên 7 năm. Tôi lên này, mã ăn xuống 6 năm. Đến đây thì Lúc này tiếp tục cột nghe áp cột lực 7 lại. của Fuji đang khá là hở. Thậm chí là cột 6 nữa đang khá là hở, hai ô là hồi Và của 66. khu vực cụm 5 đang bị ghi áp lực bởi hai Vâng, quân. chính xác là cột 5 vẫn đang, mọi người để ý là vẫn còn hai quân đang tấn công thẳng vào con tốt ở 57 nhá. Tôi Thì nghĩ lúc này đến thì nên đây thì chắc là cũng phải đầu hàng defend. thôi. Có thể là một nước defend rất đơn giản là đưa kim lên 84, hoặc là đưa kim lên 48 đúng không? nhầm Có hai con 48 rồi. hoặc là 58 Đúng hoặc là rồi. Thì 58. Fuji đã chọn là đưa vàng lên 58. Một đứa đi chắc cũng khá là hợp lý thôi. Tự nhiên, Và nó rất đến tự đây nhiên. thì Như lúc này thì mới mệt này. cái vấn đề ở ở đây là có thể thấy là trông thì Fuji vẫn đang khá là ổn khi mà các quân đang bảo vệ cho nhau đúng không, nhưng mà như đã nói cái cờ này ấy, thì việc đẩy tốt lên cao thì sẽ lộ ra khoảng trống. Nếu mà lúc này mà Chida thả một con tốt ở 76 là Khá là Fuji mệt, hơi căng rồi đấy. khá là, thậm chí là thả thẳng 77 cũng được. 77 thì hơi vội. Nếu thả thẳng ở 77 thì sao? Ông định làm gì tiếp theo?
Đơn giản thôi. Đi kim lên à không không đi kim được. Tất nhiên là đổi đổi mã là nước đi hiển nhiên nhất trong đầu mọi người đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ là đổi mã nó không hợp lý. Đến đây đến đây thì có thể ăn ăn vàng lên được. Cái này đến đây rất là khó nghĩ này. Ăn con nào lên? Nếu mà Ăn tự ăn lên nhé. vàng, Nếu mà tôi tự nghĩ ăn lên là thì ăn cái kia vàng á, lại thả tốt ở đây. đúng, tôi nghĩ là ăn vàng lên. Ăn vàng lên, nhưng mà ăn vàng, nếu mà ăn vàng lên thì thì nếu mà để ý thì cái đội hình này thực sự là không không phải đội lý tưởng đúng không? Hơi phiền Cực kỳ khó, đội hình chỗ, này thì hơi khó. chỗ chỗ này thì hơi thầy Lazaro phiền. Đúng rồi, nên là đổi mã cho trường này cũng không hợp lý. Nhưng mà nếu mà ăn bạc lên chẳng hạn, Ăn bạc lên thì quá lỗ, quá lỗ luôn, mã ăn vào thôi đúng không? Đến quá đây lỗ, quá thì lỗ vàng ăn lên chưa thì mọi chuyện còn tệ hơn, tại vì đội hình này bây giờ khuyết mất một con bạc. à. Còn chết nữa, còn chết mau nữa. Tương tự như vậy thì ăn ăn Khi ăn vàng lên cũng không được, ăn vàng lên cũng thế, nó không hợp lý. ăn vàng Còn lên nếu chạy cũng vàng cũng lên cũng đây 6-7 thì xe chuyển về cánh 82 đúng không, sẽ à, chuyển qua 84 84 đúng không? Bây giờ thì đến đây thì không đánh thể bảo đỡ vệ được được. tốt tốt ở 86-87 được nữa rồi đúng không? Còn nếu mà lùi 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 vàng về tôi nghĩ vẫn thế, cũng không giải quyết được vấn đề gì, sẽ cũng sẽ qua 84 thôi và gây Còn tệ hơn. còn tệ hơn. Vậy thì Nhưng mà ngoài ra ấy thì còn một cái nỗi lo nữa là bị như đã nói ấy, thì tạm thời đúng là tượng hai bên đang bị ngăn bởi con mã ở 33 đúng không? Nhưng mà nếu mà con mã này có thể di chuyển ra đâu đấy, ra đây chẳng hạn, đối tượng thì đổi tượng. Thế mà nếu mà đổi tượng cho trường này, kể cả khi mà phải thí con mã này thì sẽ là một đòn đổi quân có lợi cho chị Dasuta. đúng rồi, bởi vì nếu như mà Fuji đổi tượng á thì tượng của Fuji không có chỗ thả. Đúng rồi, không tấn công được, không được, chị Fuji không tấn công được, cái vấn đề là như vậy. Còn nếu như mà Fuji để cho Chida đổi tượng á thì đội hình của Fuji sẽ rời rạc hết. Đúng rồi, như đã nói thì đội hình của Fuji trông thì có vẻ không rời rạc, nhưng mà thực chất là nó rất dễ trở thành rời rạc. Tất cả các mắt xích quan trọng đều rơi vào con kim tướng ở 78. Đúng rồi. Vì con kim tướng ở 78 thì chỉ cần rời đi một cái là ngay lập tức cột 84 sẽ bị tấn công ngay, cột 8 Đúng sẽ rồi. bị tấn công ngay. Cho nên con có vẻ là con kim ở ngay vị trí 78 đó, một con kim khá quan trọng. Thì cái vấn đề ở đây thì rõ ràng là đến đây thì tôi nghĩ rằng là Chidasuta đang có lợi thế khá là lớn. Không biết là Chida có quăng game không nhỉ? Thì đến đây thì Chidasuta đã thực sự là không khá tốt ở quận 7, mà anh lại nhảy mã lên 4-5. Thì tin như nó nói Đối thì tượng. Chidasuta rất là muốn đổi tượng trong trường hợp này đúng không? Đúng. Kể cả khi Đối phải tượng thí mất một khá mã mạnh. ở 4-5 thì việc đổi tượng vẫn sẽ có lợi cho Chidasuta. Đối tượng khá mạnh. Bởi vì nếu như mà Fuji để cho Gia đổi tượng thì rõ ràng đội hình nó rời hết. Rồi, vào Là đây nó và nước lên mã rời ở 4-5 là nó đi chính xác nhất theo máy tính Omo. rồi. À, đây là khúc mà mọi người nói là Chida bắt đầu gắn engine Tôi đoán vậy, tại vì rồi phải nước nước lên mã này trông nó đơn giản đấy, nhưng mà nó cũng khá khó, tại vì nếu đúng mà là tại so với vì nước khá mở tốt ở 77 chẳng hạn thì thực sự là cũng không rõ lắm là nước nào tốt hơn đúng không? Thì dĩ nhiên là Chida chúng ta đã quyết định chọn nước lên mã 4-5, và may mắn là nước đi này là nước đi chính xác nhất theo máy tính. Thì đến đây bây giờ thì thì có rõ đội. ràng là Fuji đang có khá là nhiều điểm yếu trong cái thế cơ này. Thứ nhất là vẫn là điểm yếu ở ô 57 đúng không, đang có 3 quân này tấn công vào ô 57, cái thứ nhất. Đúng rồi. Cái thứ Cho hai nên trong là trường tượng của Chida sẵn sàng đổi với tượng của Fuji bất cứ lúc nào. Fuji chắc chắn phải không thể đổi tượng, không thể đổi tượng trong trường hợp này. Thì bây giờ Fuji phải chọn thôi, bây giờ phải chọn một là Phải bị tấn Fuji công cản vào tượng. vào trung tâm, hai là bị đối tượng. Thì Phải Fuji Fuji quyết định. đã chọn là để sẵn sàng chấp nhận bị đối tượng.
bằng cách là ăn tốt lên mã ở 45. Rồi, đối tượng. Và nước này là nước đi không chính xác. Tôi nghĩ là phải đổi tượng. Tại Thì vì nước nếu chính như xác không đổi hơn tượng theo thì... máy tính là Fuji nên chủ động đổi tượng, tại vì con tượng này bây giờ không muốn đổi không được, đúng không? Vì nó rời rạc rồi, đổi hình Ừ, nó nên là rời hết không rồi. được, nên là Fuji nên chủ động đổi tượng. Làm này Đổi này, xong rồi bắt đầu mới ăn. thì đổi xong rồi mới ăn, Thì nó vẫn còn kịp. Tại vẫn vì còn nếu kịp. người ta có thả tượng đi chăng nữa thì con mã vẫn có thể nhảy lên cản. Đúng rồi, kể cả thả tượng đây đúng không, như đây chẳng hạn, ví dụ đây tấn công phương xa Thì con mã vẫn có thể nhảy lên cản. nên cả tạm thời thì mọi chuyện vẫn là ổn cho Fujita, nhưng mà À hơi không tiếc. không 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 nhảy lên đó được, không nhảy lên đó được, tại vì nếu mà nhảy lên thì sẽ bị thả tốt ở 76. Nên có thể là sẽ đưa tượng vào cản tiếp. Nhưng mà đến đây thì mọi chuyện thôi sẽ hơi khó đấy, sẽ thực sự là không, sẽ khá phức tạp, vì sau khi mã lên 6 năm nhé thì đúng là Fuji có thể ăn ăn vào hương xa, đúng không? Nhưng mà đến đây thì mọi chuyện hơi hơi khó. Con mã 6 năm khá mạnh. Rồi con mã 6 năm ăn, thế là nó ngắm vào đây này, ngắm thẳng bàn đó. Mà không, có lẽ À. là Chida trong thế cơ này vẫn có lợi thế, nhưng mà lại tạo ra một chút thời gian Bất để lợi cho mình. Fuji có thể phản công. Xem lại. Vậy thì tôi nghĩ rằng là lúc này thì Fuji đã quá sợ hãi cái việc bị tấn công, cho nên là anh quyết định là, Ăn ba mã. tại vì trong trường hợp là nếu như mà Fuji có đổi tượng thì Chida cũng sẽ sẵn sàng thí hai con mã vào khu vực trung tâm để đổi lấy cái À, bộ kim ngân và con Long Vương. ý ông là kể cả khi mà Fuji chủ động đổi tượng nhé, thì có thể là Chida sẽ không ăn bạc lên, đúng không? Đúng. Mà lại ăn ăn mã vào đây. Ăn mã vào. Thì đến đây thì dĩ nhiên là Fuji sẽ hơi khó chơi trong tình huống này. Rồi hơi mệt rồi đấy. Tại vì nếu mà Tại vì mã nếu bạc như ăn này mà nhé, đổi bộ kim ngân đó và lấy Long Vương thì con ngân tiếp theo lại bị tấn công nữa. ví dụ đây, ví dụ mà trong trường hợp mà tất cả mọi người đổi đổi con cho nhau hết đi, thì sẽ có một con Long Vương rất là mạnh 57, đúng không? Và con ngân kia lại tiếp tục bị tấn công. Đúng rồi, cái vấn đề là Và cách đây phòng thủ con ngân đó duy nhất chỉ có một đường, đó là thả tượng. thả tượng ở 66 à. À không 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 không. Thả giữ con ngân á. Ngân có để xuống, nếu mà chạy ngân ý, thì nếu mà chạy ngân đi xuống 58 Thì lui về. hạn, lui về thôi đúng không, chỉ cần lui về thôi, thậm chí là lui không lui về chiếu được, lui về 54 chẳng hạn. Và đây thì Fuji vẫn phải chạy long Long mã thôi, mã. ví dụ chạy xuống đây chẳng hạn. Thế đây thì rõ ràng là người đang có lợi thế hơn vẫn là Chida thôi, vua Chida vẫn Rồi, còn bởi rất vì là khá con an toàn, Long Vương quá mạnh. trong khi vua của Fuji đang đứng ở một vị trí thực sự hơi khó để có thể phòng ngự, và bản thân thì bên ngoài trên tay của Chida đang có một con bạc, một con vàng, sẵn sàng thả tấn công bất cứ lúc nào. Và nên nhớ rằng là cột 8 của Fuji đang là một cột 8 dễ bị tốt tấn công. Và con kim có thể bị sao nhãng bất cứ lúc nào bởi một con tốt. Thì đến đây thì quay trở lại một trận đấu thì tôi đã lên mã này. Thì đến đây thì dĩ nhiên là Đổi tượng. đổi tượng thôi, chia ra đổi tượng, tượng ăn vào Đấy, tượng là không thẳng còn một đường cấp, nào khác. vàng phải ăn Chắc chắn qua. phải ăn rồi. Đến đây thì đội hình cũng khá là rời rạc khi đã mất một con tượng rồi. Tôi Thế nghĩ rồi rằng là lúc này Fuji sẽ Chida sẽ thả tượng vào 5 năm. 5 năm, yêu là thả tượng vào đây 5 năm, tấn công vàng đúng không? Tôi Đồng nghĩ thời là vậy. dĩ nhiên là đang VCF Chĩa đang vào đó. cầm con xe ở 28. Nhưng mà lúc này thì nó đã cản mất con xe rồi thì nó Ừ, lại nó không gắn con mạnh, xe nước này rồi. lại không mạnh. Nước này lại không mạnh. Thì ở trong trận đấu thì Chida lại thả tượng ở 39 cơ. Ồ, nước này mạnh hơn, tại vì nhắm vào lại tiếp tục nhắm vào con tốt ở 57. Rồi, nhưng mà
Dĩ nhiên là con tốt ở năm 7 vẫn là con tốt yếu nhất trong đội hình của Fujita đúng không? Và con tốt này bị mất ấy thì rất là khó cho Fuji có thể phòng ngự. Tôi thì tôi lại đang tính tính cái việc mà thả tượng ở 66. Tựa 66 đây đúng không? Vừa tấn công vàng Ừ. này. Ở đây. Và vừa tấn công một con đó. Nhưng mà có lẽ Con là vàng này khá, con vàng này khá yếu. nhưng mà có lẽ là Fuji lại Frida lại muốn tấn công con xe cơ. Ừ, tính con xe nó sẽ hay hơn. Có lẽ hay hơn tại vì con dù sao thì con xe nó vẫn có giá trị nhiều hơn con vàng đúng không? Đúng rồi, và vẫn có thể đổi lại được cái bộ kim ngân. Thì đến đây thì dĩ nhiên là Fuji phải chọn thôi. Một là mất xe hay là mất tốt ở năm 7. Mà dĩ nhiên là mất tốt ở năm 7 thì nhiều khả năng sẽ bị con vua này sẽ bị nguy hiểm rồi. Nhưng mà người nếu mà bình thường như tôi với ông ấy thì chắc chắn là sẽ nhiều khả năng sẽ phải bỏ xe đúng không? Như là qua xe ở 48 chẳng hạn. Cản lại, đúng rồi, Ừ, đúng cản. rồi. Tại vì rõ ràng là mất tốt ở đây thì chơi gì nữa, đúng không? Tôi không nghĩ là bỏ xe lúc này là tốt, tại vì khi mà bị ăn xe đồng kim Ăn thì xe vẫn sẽ bị cái mối nguy hiểm đó là thả thả xe ở 39, 39 rất là đau đầu, đau đầu đúng không? Đến đây thì khá là đau chạy đầu đâu đấy. rồi, đâu chạy đâu rồi, chạy chạy đây à? Thì nó cũng toi thôi, Chạy đến đây thì còn ăn mình cũng có thể mà. thoải mái ăn mã thôi đúng không? Mà bây giờ con này đang Ừ, cover mà hàng lúc cuối này này, bên kia thì cũng mình có một nguy mã hiểm sẵn đang hơn thả nữa, ở đây bất cứ lúc nào này. còn nguy hiểm hơn rất là nhiều đấy, cho nên là khả năng cao là không không thể để chết xe được. Thì đến đây thì cái nước thả tượng 39 cũng lại là một đi chính xác nhất theo máy tính. Ông này đang gài engine rồi. Thì Fuji chạy xe Rồi, chắc chắn là ăn rồi. 38. Đến đây thì dĩ nhiên là con tốt này bây giờ thì yếu rồi. Nên ăn thôi. Ăn tượng về 57 phong cấp. Thực ra thì ăn con nào vào cũng được đúng không? Ngoài trừ con xe thì ăn con nào Không vào cũng không được. không. Không 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 không, anh phải ăn con tượng về. À đúng rồi, con tượng này đang bị tấn công này. Đúng không? Đúng Nếu rồi. mà bên kia Trong khi con kim kia, nếu như mà con thành thành quế tấn công vào con kim thì vẫn còn con ngân ghi giữ. ví dụ mà thay vì ăn tượng về mà Ăn Gote là tốt ăn lên mã lên 57 ra. thì xe sẽ ăn tượng. Xe ăn tượng đâu bây giờ đúng không? Xe sẽ là ăn tượng không? Đây Rồi nếu thì như mà có ăn kim thì con ngân ăn về. về. Đến đây thì dĩ nhiên là nguy hiểm thì vẫn chưa đi qua, tại vì vua này đứng ở đây thì vẫn không dễ để phòng ngự, nhưng 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 mà ít mà nhất là tương nó sẽ đối là chậm hơn không một tấn chút. công được nữa, tương đối là không tấn công được nữa, Đúng rồi, nó sẽ không tấn công, tạm thời nó sẽ không tấn công nữa. có thể là sẽ thả vàng vào vị trí 48 để cho con xe nó khép vào năm năm chín, Đúng rồi, 59. rồi sau đó là dứt con xe. Dứt con xe, đúng về. Đến đây thì chắc là lại thả xe đây tiếp. Lúc này thì thế tấn công khá là mông lung. Bởi vì dầu cho có thả ở đó đi chăng nữa thì đối phương sẽ defense bằng một nước rất đơn giản, đó là thả tượng ở 74. 74. Thả tượng ở 74. 74 đây đúng không? À không không, lộn lộn, 447 chứ. 47 à? 47 đây. Thì lúc này Chidasota đã hoàn toàn không còn lực lượng để tấn công nữa rồi. Đúng rồi. Mặc dù hai con xe này trông thì có vẻ cái áp lực đấy đúng không? Nhưng mà Nhưng hoàn toàn không có mà lực thực lượng sự để tấn là công. không dễ để tiếp tục tấn công. Nên là có lẽ là chính vì Có vậy nên là anh đã chăng không ăn mã lên mà lại ăn 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 tượng về. tượng về. Thì đến Ăn tượng đây về. thì nếu mà ăn bạc lên thì sẽ giúp cho Chidasota có thể đổi quân đúng không? Và người có lợi sẽ là Đúng. Chidasota. Nên là Fuji đã đưa vàng qua 78 hỗ trợ phòng ngự. Đúng rồi, bây giờ Fuji đã bắt đầu thấy tiếc cái việc không đổi tượng. Đến đây thì Chidasota không không về gì phải ăn tượng rồng vào vàng ở 58 cả đúng không? Phí phạm. Ừ, anh chỉ cần đưa đơn giản là ăn tượng rồng về hồ 75 thôi. Và bây giờ con tượng rồng này rất là Đúng rồi. mạnh này. Nó quá là Rồi, mạnh luôn. nó phong tỏa rồi. Nó phong tỏa rất là nhiều ô.
Thì Fuji đến Và đây thì sẽ làm gì tiếp theo? cái mối nguy hiểm của cục 7 vẫn chưa qua. Đúng rồi, Tôi nghĩ là lúc này thì nào vẫn có bây thể giờ hạ tôi nghĩ tốt là ở 76 đúng không? Hoặc thậm chí là 77. Fuji sẽ phải chối chết để mà đổi con tượng rồng đó. Thì nếu tiếp theo Không có thì để con tượng Fuji đã thả tượng ở 46. tấn công. Tấn công à? Chắc là tấn công phương xa này. Vừa tấn công và vừa phòng thủ cái ô 57. Vừa ô 57. Đây. Muốn đi, Nhưng tôi nghĩ mà là cũng khá là hợp lý thôi. bên kia có thể cản rất đơn giản. Bên kia thì thả tốt ở bên kia có thể thả tốt ở 773 chẳng hạn đúng không? Đơn giản là như vậy. Nhưng tôi không nghĩ rằng là cái việc mà anh xuống con hương xa đó có làm được một cái điều gì quan trọng. Thì dĩ nhiên là đến đây thì Chitasuta vẫn là người đang gây sức ép. Nên là ông không việc gì phải thả quân để phòng ngự cả đúng không? Không, không cần thiết phải phòng ngự. Cái nước tấn công này khá là vô nghĩa. Chủ yếu là nước thả tượng ở 46 trước là một nước phòng ngự thôi, không hẳn là tấn công. Tại sao lúc này không phòng ngự? Tại sao lúc này không phòng ngự bằng cách đó là thả tốt ở 56? Năm sáu Tôi đây sẽ à, giảm được áp lực của con kia xuống. nếu mà làm như vậy, thực ra thì kể cả làm như vậy đi chăng nữa thì bên kia cũng có thể tấn công thôi, thả tốt ở 17. Lúc này thì chạy kim được rồi. Đưa kim ra sang ngang. Sang ngang. Ừ, Để tại sao tránh à? cái chuyện con xe nó chuyển về cột 8. Thế thì tại sao Fuji lại không thả tốt ở 56? Chắc Fuji lúc đó đang chóng mặt rồi. Tại vì nước thả tượng ở 46 là muốn đi sai lầm của Fujita. Mà tính đánh giá đây là muốn đi sai lầm. Máy Và bây tính giờ đề thì xuất nước nào nhỉ? thế trận bây giờ đang nghiêng khá nhiều về phía của Chitasuta. Sao nên nước máy tính đề xuất nước nào nhỉ? Máy tính đề xuất nước thả tốt ở 77, tức là máy tính lại muốn bảo vệ cột 7 hơn là cột 5. Có thể lúc này Fuji đang muốn dùng cái nước tấn công thăng tượng rồng để hù. Có thể là như vậy, có thể dĩ nhiên là bây giờ là không thể chơi tự động nữa rồi, càng chơi tự động thì càng thua đúng không? Đúng rồi, Nên là Fuji càng phải làm thủ cái thì gì đấy càng. thì anh lại quyết định thả tượng ở 46. Thì đến đây thì Nhưng Chida tấn bỏ công qua ngay, con xe đó tấn công ngay rồi, lúc thả này tốt thì ở hơi mệt 77 rồi ngay, đấy, cho nên Kim phải chạy qua nè, đảm bảo Kim chạy Kim phải qua chạy qua 88. chắc chắn Đến đây thì Chida là một nước đi thần đó thánh. là ăn xe xuống ô 58 phong cấp, và đây là một Nước đi đi có thể là một nói nước đi là thần rất là thánh. hay, rất là hay của Chida. Thì nước đi này cũng là một đi chính xác nhất theo máy tính. Đây là một nước đi thần thánh. Thì có lẽ là nước đi này sẽ là nước đi mình tập trung phân tích nhá. Đến đây, thứ nhất là nước đi này khi mà ăn xe xuống thì trên tay của Chitasuta sẽ có một con vàng để thả đúng không? Đúng. Có thể thả vào ô Khả năng 78 được. cao, khả năng con vàng đó sẽ thả vào 78. Đúng rồi. Khoét toàn bộ cánh trái của Fujita. Hoặc là con vàng nó sẽ thả vào 48. 48 đây à, sẽ thả à, đúng không, con tượng rồng đang bảo KO 48 Rất là nguy hiểm. rất là nguy hiểm. Thì, nhưng mà ngoài ra thì còn ý nghĩa nào khác không? Xem nào, nếu mà đồng xe qua Đồng xe qua thì sẽ bị thả ở 84. 84, sợ 84 được, À 48 đúng không không? không không, 48, 48. 48. Nhiên là Con con xe xe là phải này phải chạy. chạy à? Con xe này chạy đi đâu được? Cái Chạy vấn thẳng đề lên trên. là con xe này chạy đi đâu? Ngoại trừ ô 57 ra thì nếu mà con xe chạy đi đâu, chạy lên ô 56 chẳng hạn thì có thể ăn bạc đúng không? Đúng. Đến đây thì Rất con là tượng này lại là mục tiêu tiếp theo để tấn công này. nguy hiểm, rất là Rất là khó. Bởi vì con mã đang xăm xăm lăm le tấn công vào 57 tiếp tục. đúng rồi. Có lẽ là cái vấn đề của Fuji ở đây là lộ ra quá nhiều khoảng trống để đối phương có thể thả quân tấn công.
Vì trường hợp nếu như mà ăn con ngân về vẫn sẽ gặp phải trường hợp tương tự. Do thả vàng ở Lúc này lại càng nguy hiểm hơn. con xe nó phải chạy đúng không, xe chạy có U28 rồi Nên sẽ chạy. này. Thì sau khi thì đến đây thì ăn qua vàng thì ăn qua bạc đúng không, tôi đoán là như vậy, Và con xe ăn qua. sẽ ăn qua. Câu chuyện nó lại tiếp tục như thế. Thì đến đây thì dĩ nhiên là tạm thời thì vẫn chưa thực sự là có thể chiếu hết được, Chưa kết nhưng luận, chưa kết mà luận được gì. Chida vẫn là người đang gây sức ép nhiều, rất là nhiều về phía của Fujita. Thì như tôi đã nói, Tôi nhớ không lầm thì theo kỳ phổ thì hình như là Fuji ăn vua lên. đúng rồi, Fuji ăn vô lên, Fuji ăn vô lên. Thì đến đây như tôi đã nói, có lẽ là Chida Suta đã thấy việc là con vàng này là quân cờ gắn kết duy nhất trên bàn cờ của Fujita đúng không, con vàng này rất là quan trọng, Đây là con mấu chốt. còn mấu chốt con này con đang gắn kết hai con bảng này, ngoài ra là đang bảng KO 57 và ô 48, nên là Chida đã làm mọi cách để loại bỏ được con vàng này đi. Thì trong trường hợp này là ăn xe lên, và sau khi mà con vàng này mất ấy, mặc dù là Chida đã phải đánh đổi bằng con xe, nhưng mà bây giờ thì toàn bộ hàng phòng ngự của Fujita đã yếu đi rất là nhiều. Thì trong trận đấu thì Fuji ăn vua lên 58. Rồi, thả vua, thả kim vào 7-8. Thì nước đi này theo tôi nhớ không nhầm là nó đi cũng sai lầm luôn của Fujita. bảy bà Nước luôn. đi không, thực sự là nước đi cực kỳ sai lầm của Fujita. Đi đến đây thì Chida có khá Đó, nhiều thả nước để kim tấn vào. công đúng không? Thả vàng 48 chẳng hạn, chiếu vua, đồng thời tấn công xe, ví dụ vậy. Như Hoặc vậy thì như thả vậy vàng ở 18. tôi thì không đánh giá cao nước thả 7-4-8 ở thời điểm này, bởi vì lúc này sẽ hết quân tấn công. Xe ăn qua này. Lên. Dầu cho có con xe đi nhưng mà cũng hết quân tấn công. Đúng rồi, cũng hết đúng không? Nên có lẽ là Chida đã không mặn mà lắm trong việc lấy lại con xe đúng không? Đúng rồi, Thay vào đấy lấy là kim, lúc anh này lấy đã kim ngon thả hơn. vàng 78 cơ. Tấn công Lấy con vào tục cột kim vàng. nó ngon hơn. Lấy tục kim ngon hơn. Thì đến đây thì nếu mà Fuji ăn vàng qua thì sẽ là một đi sai lầm tiếp theo, tại vì Chida Cầu sẽ có kim nó con quậy ngắt hết. Tekken khá là mạnh ở bên phía phần sân của Sente, nên là Fuji đã không quan tâm lắm đến con vàng này. Còn thêm vào đấy là anh thả mã ở sau chín, Vẫn tiếp tục bảo vệ 57 57. vẫn tiếp Thì tục ở thôi năm bảy đúng cho free con vàng thôi, lấy thôi. đến đây thì con vàng này Có một đang con không vàng có con nào bảo vệ đúng không, free, nên là con vàng ăn con qua vàng thôi, lấy thôi. và bây giờ thì Và chị vẫn ra lại có thêm còn, quân vàng nữa trên tay tấn vậy công. thì lúc này thì phải loại bỏ con tốt, loại bỏ con tốt Tokin kia. Được. Thì Thế đây lúc thì này Fuji đang quyết định là thì ăn mã lên 77 và bảo con tốt khá là mạnh. nhưng lúc này cũng đã không kịp nữa rồi, bởi vì phải tiếp tục bị tấn công từ đầu bên kia, không cho vua chạy qua bên đó. Đúng rồi, bây giờ thì vua bây giờ không thể chạy vào qua qua bên trái được đúng không? Bên Và vua cá thì bên phải rồi, chỉ và có bây giờ gai đầu phải lại luôn là xong. thì chỉ đã như ông nói là đã ngăn không cho vua chạy qua cánh phải đúng không? Tôi nhớ không lầm là cái nước 27 này cũng là một nước chính xác. Nước 27 không, đây chỉ là một sự lựa chọn thứ hai của máy tính thôi. Nước đi chính xác nhất là ăn mã lên, lên mã cơ, nước đi chính xác Ăn nhất mã theo máy đồng. tính. Ơ Nước cái gì đi vậy? nó bị bay, nước đi chính xác nhất theo máy tính là ăn mã lên đây cơ. Mãng lên trước, mãng lên trước. Mà ăn lên đây, lưu ý là mã lên không không có cấp nhé, Không gấp ừ, để tiếp tục dọa con mã kia. rồi sau đó mới thả vàng ở 27. Nhưng mà dù sao thì sự lựa chọn thứ hai của máy tính là thả vàng ở 27 cũng không là sự lựa chọn tồi đúng không, Đúng rồi, bởi vì con xe vẫn mới chạy. con xe phải chạy thôi, và cái vấn đề là con xe này không có chạy đi đâu được, tại vì chạy đi đâu thì cũng bị ăn mất. Con tượng Chạy đâu rồng cũng có chết. long mã này đang bảo kê
hai ô là ô 39 ô 48. Con vàng này thì đang bảo cái ba ô này. Con xe bây giờ là không có chỗ nào để rồi. chạy. Con xe chỉ còn chạy ở 48 thôi để Đổi quân. Ít ra đổi được quân đúng đúng không? rồi, đổi được con tượng rồng. Thì xe đúng như ông nói là xe chỉ có ô 48. Rồi ăn Thì xuống chị rồi đã ăn ăn xuống nhá. quá. Bây giờ có con xe thì cũng ok luôn, không sao cả. Thoải mái vờ lờ. Vô ăn xa. Rồi thả xe 28 quá Con xe mạnh. 25 triệu quá thoải mái thôi đúng không? Không có vấn đề gì. Đến đây thì Tại đương vì nhiên là ô 57 không đi được nữa, ô 57 đã không đi được nữa rồi. con mã này đang cover ô 57. Vua không chạy lên được. Bây giờ thì thực sự là Fuji đang không còn nhiều sự lựa chọn. Xuống bạc ở 38 cũng được rồi này. Không thể xuống bạc ở 38 được. Đúng không? Đúng là càng xuống càng chết. Thả quân chặn thì cũng không thực sự chính xác. Quá mạnh. Vàng thì ăn vào thôi đúng không? Vàng ăn vào thôi. Ăn vào. Bạc ăn về, kể cả khi là bạc ăn về. Thì con thì bên kia đã quá mạnh rồi. Thì bên kia gì? Bên kia thậm chí có thể rút về đây à? Rút xe về đây à? Tấn công con tượng à? Không, tôi không nghĩ lần tấn công quân tượng là tốt trong thời điểm này. Tại vì con xe đó hoàn toàn không có bị đe dọa. Thậm chí có thể thả tượng đây thì sao? 56. Đưa kim vào đỡ. Đưa kim vào đó. Đưa kim vào đó. Ở đây thì tôi cứ điều đổ quân thôi. Có vấn đề gì đâu. Đúng không? Buồn lên đúng không? Lúc này thì có thể là khi mà đưa kim vào đỡ rồi thì có thể là ăn mã xuống, ăn quế mã xuống quế mã luôn cũng được. Đúng rồi, đổ vào đây. Nếu mà bán lên nhá, nếu mà bán lên nhá. Thế đây, thực sự là con vua này, con vua phủ Fuji, nó rất là dễ bị tấn công. Quá nhu nhược rồi, con vua đó nó quá nhu nhược rồi. Hơi khó để phòng ngự, thực sự là kiểu như là nhiệm vụ bất khả thi để phòng ngự được con vua này. Chiếc bây giờ Fuji bây giờ là Sochita có thể hy sinh con kim để có thể lấy được Long Vương. Đồng thời giữ luôn con kim tướng bên phía kia. Ừ. Thì có lẽ là việc thả quân nó không hợp lý đúng không? Không. Không hợp lý tí nào. Thì phải Nên chạy là vua. Và bây giờ Fuji chạy đi là đâu? lui vua. Nhưng mà cái vấn đề là lui vua đi đâu? Tất Có nhiên ba phải ô lùi để lui vua 39 không? rồi. 59, 49 và 39. Chắc chắn lùi 39. Thế tại sao lui về 59 không được? Ừ, ăn mã sao? Ăn mã đúng không? Mình có thể ăn mã. Thì Tương tự chết như vậy lẹ là hơn lui nữa. xuống 49 thì cũng thế đúng không? Mình có thể ăn mã Cũng đâu. tàn sát sao? Nên là vua buộc phải lui về ô 39 để có thể bảo kê được con mã này. Mà Càng đến nguy đây thì hiểm. có lẽ là mọi chuyện cũng đã an bài rồi. Mọi chuyện cũng đã an bài rồi. Tại vì đến đây thì theo anh Dương đánh giá thì lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía của chỉ đạo chúng ta. Đúng rồi, khi mà con mã ăn xuống con mã. Thì sau khi vua lui về ô 39 này. Đến đây thì có thể thoải mái ăn mã thôi. Tấn công rồi, tại vì con vua nó đã bị giam rồi. Rồi vua ra là không chạy đi đâu được, kệ con vua đấy thôi. Bà ăn lên. Rồi đồng ngân. Vàng ăn về 87, Đúng tấn rồi, công bây giờ bạc. chỉ cần cố gắng lấy thêm một con bạc nữa là Xong xong. là coi như là một chuyện ăn bạc thì con bạc hoặc là con vàng đúng không? Thảo đây. Là coi như là xong đúng không? Tôi nghĩ rằng lúc này thì Chida sẽ phản công. Fuji nhận Hơn thấy Fuji việc sẽ là bên kia có thể thả quân, đổi quân rồi thả quân chưa hết mình nên là Fuji đã thả xe ở tấn 68, công. cố gắng là đổi xe. Tôi không nghĩ là Chida sẽ đổi xe nhỉ? Mà trong trận đấu thì Chida đã đổi xe. Đổi luôn. Đổi luôn, Chida đã đổi luôn. Đúng rồi, tại vì con xe đó thì cũng đang không làm được gì. Xe ăn qua, phong cấp, bạn về. Đến đây thì cứ thoải mái Tiếp mà ép quân dí. thôi. Vàng lên lên 78 tấn công bạc. Vẫn là ngắm con bạc này đúng không? Đúng rồi, con bạc đó là mạnh Dĩ rồi. nhiên là tấn công cả con mã này nữa. Ô 69 nữa. Rồi con bạc chạy. Nhưng mà dĩ nhiên là chạy bạc thì không được. Chạy bạc thì nếu mà chạy bạc Ồ, lên cái nước có 62 này cũng là một nước khá là mạnh cái vấn đấy. đề của việc chạy bạc ấy, ví dụ chạy bạc lên 57 chẳng hạn thì bên kia có thể thả xe chiếu đúng không? Cũng vậy thôi. Còn nếu như mà Hết chạy bạc xuống bỡ rồi. đây thì vàng lại ăn vào mã tiếp lại tấn công tiếp đúng không?
nên Tôi nghĩ là thời điểm này không phòng thủ nữa rồi, ở không thời phòng điểm thủ. này phòng thủ là không thể, Fuji không quan tâm, là anh quyết định là thả tốt ở 62 đánh Đây, bài nước này cũng hay đấy, nước này cũng hay đấy. thì chỉ đạn lên thôi, chắc là phải ăn lên đúng không, không ăn lên không được. Đúng. Nếu mà đi Tiếp qua tục đây thì thả sao, đi tiếp. đi vàng qua 7 bóng 10 bốn thì sao, Không được, không được, không được, không được, không được. giả Thì về sử người đi ta thả tượng. thần tượng Thì đâu, người ta thả. thần tượng 61 à, Không, 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 không. Đi vậy thì người ta sẽ thả Quế Mã vào 46. 6 chiều đúng không, 46 đó nước nào đấy, 46 nước nào đấy, Ơi, 664 chứ, 64 chứ. 64 chiều đúng không, Chịu. toàn lên nhỉ, Thả rác vào. thả giác chiếu ở ô nào, Ấy chết. Chỗ đó có con tốt rồi đâu có thả được. Định thả lên đầu con tốt cơ. Chắc là đồng 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 rác thôi chứ. có yêu là thật là 61 à, Tôi định thả ở 74. 74 ok, bên kia chạy chắc không được đúng Anh không, qua. chạy nhưng mà chạy bên kia thả Vậy xe thì người ta sẽ thả xe vào. buồn đây, cũng 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 hơi nguy hiểm nhỉ, cũng hơi nguy hiểm đấy, Cản cũng được, khúc này cản cũng được, lấy Quế Mã cản vô. Khúc này có thể lấy Quế Mã cản vô. thì thực chất ý, cái nước mà thả tốt ý, nếu nếu mà vàng đi qua 71 ý thì như ông nói có thể, nhưng mà nếu nó có thể thả mã để tấn công đúng không, nhưng mà máy tính sẽ là muốn tấn công theo kiểu khác cơ, máy tính sẽ thả mã ở 44 cơ Bốn bốn. chiếu, ví dụ là Anh tôi lên. lên đi, tôi lên. Nó đi hiển nhiên nhất rồi, Đồng tốt. đồng tốt bây giờ đồng tốt này rất là mạnh đúng không, Đúng rồi. Tại vì rồi có thể thả tượng ở khu vực đây 45. để tấn công vua, Nhầm nhầm. nên Thả là tượng ở có khu lẽ vực là 30. Chida đã không Không muốn điều không muốn đó. điều đó xảy ra, nên là anh ăn vàng lên. Tôi tiếp tục đổi thả 73 tấn công bạc. Thì đến đây Tôi vẫn đang thì chưa hiểu. rõ ràng là nước này nó hơi chậm rồi, tấn công hơi chậm rồi đúng không? Ừ, tại vì bây giờ Fuji đang muốn đổi một con ngân thì sẽ đưa con giác hành về lại khu vực 68 thì đã có thể dễ dàng giết con tốt ở 73 rồi. Ừ. Nhưng mà đến đây mà nếu mà chi đa mà không cẩn thận ăn bạc lên thì sao? Thì sẽ bị anh con tượng xuống. Ăn tự số đúng không? Sau khi vàng lên. Đến đây thì vua của chi đa rất là hở này. Khá là Thì hở. thả xe. Có thể thả xe Thả chiếu, xe. bên kia có thể thả xe chiếu. Đúng không? Hơi Nếu mà có hở. thả tốt ở 7, nếu có thả tốt ở 72 thì người ta cũng đã kịp phong cấp rồi. Rồi. Lên 81 phong cấp. Nên là Chida đã không cẩn thận Không ăn. cách có thể đúng Không ăn, không ăn. Không ăn, không ăn. Này không ai ăn làm gì, ăn làm gì. đến đây thì dĩ nhiên là nước đi này nó hơi chậm, nên là Chida cũng không thực sự là không quan tâm, nên là anh đã ăn vàng và bạc 68. Bây giờ thì Chida đã có một con mã này, một con bạc và một con xe trên tay, và nhiều khả năng là Khả năng chưa hết, rất có hoặc thể chiếm được cào. hết của vua của Fuji, nếu mà Fuji đi mới đi không cẩn thận. Rồi. Tôi nghĩ là Fuji sẽ thăng cấp. Đến đây thì Fuji dĩ nhiên là không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc là ăn tôi bảo bà không cấp tấn công thôi, bây giờ phải tấn công thôi đúng không, Xe 59 là một nước khá là mạnh. xe 59 là một nước đi hiển nhiên, thứ nhất là muốn đi khá là hiển nhiên chiếu 49 đỡ vào. bạc thả 49 cản đường chiếu lại. Đến đây thì
Chida đã cũng chơi khá cẩn thận khi mà nhẹ nhàng ăn vàng qua top phong cấp, và đến đây thì quân vua của Chida vẫn rất là an toàn. Rồi hai con kim nó thủ rất là an toàn. Ừ, rất là cho cái vua của Fuji này đang thực sự là đang bị ngộp thở. Còn có một ô để chạy thôi. Đúng rồi, có đúng một ô một chạy là ô 48. Thực ra có chạy đến đây cũng không làm gì được, tại vì Để xem khúc này có chiếu hết được chưa nhỉ? khúc này tạm thời vẫn chưa chơi hết được. Khúc này thì Theo tôi thấy là có vẻ là rồi đấy. chưa, theo máy tính thì chưa chơi hết được. Thế đây nhá, sau khi vàng ăn quá tốt phong cấp nhá, thì Fuji chắc vẫn phải tấn công thôi đúng không? Phòng ngự thì vẫn không phòng ngự được. Không ngờ được. Rồi, tấn Nhưng mà công. anh lại đến đây thì có thể thả xe ở 81 này. Ví dụ là như vậy, nhưng mà Fuji lại ăn tượng về hàng ở 68 Đúng tấn công rồi, xe. gia tăng thêm lực lượng trên tay. Chắc là xe ăn mã. Xe ăn mã Thành. phong cấp thôi, tấn công vàng à, đầu tấn công tượng. Dĩ nhiên là vẫn đang cái xếp con bạc 49. Tượng lên 9-5. Tượng lên Đây, 9 nước này cũng năm. rất là mạnh. Nước này cũng rất là nguy hiểm này. Đây, con tượng này đang ngâm ngâm nghe vào ô 51 đúng không? Có thể thả xe. Rất là nguy hiểm, nước này Đây, cũng thả rất là xe nguy đây, hiểm. 51. Thì dĩ Không, nhiên là cái nước chính xác á, là cái nước chính xác là sẽ thả tượng vào 62 à, thả tượng vào 61. nước chính xác là thả tượng 61 đó. Tại sao thế? Ừ. Tức Tại là sao? nếu như mà làm cái không 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 không. Tức là nếu như mà sau khi mà đưa đưa tượng lên 59 mà bên kia không đỡ là cái nước chính xác sẽ là thả tượng vào 61 chứ không phải là thả xe vào 51. Ừ, rồi. Ví dụ bên kia đi một Thử nước thử đi đi, thử thử đi một cũng nước cũng bậy tốt đi. bạ nào đó đi. Rồi qua xe đây được. Thì có Thì thể sau thả khi mà thả tượng vào sau một chiếu này, nước này là chiếu này. Đi ăn ăn về không được rồi, ăn về thì hết cờ ngay, chắc đúng chắn không? là không ăn về được, là ăn cám ngay, ăn về là ăn cơm Phải cúng chạy đúng không? ngay. Chạy qua đây. Chạy qua đây thì Thì càng cũng toi, bởi to vì sẽ luôn. bị thả xe vào, không sẽ bị thả xe vào 52. 52. Chiếu. Bu lên. Tượng về 51 phong cấp. Đường hồi chiếu đúng không? Đến đây thì ví dụ mà vua qua xuống ô 2 đi. À, Sukana rồi. Đến đây thì cũng cũng căng đấy nhở. À, thả mã vào. Thả mã vào. 34 chiếu đúng không? Chiếu. Chạy tiếp. Vua chạy đây. Thứ này là Đây thì có khá thể là thả, xu rồi đấy. tôi có thể thả vàng đây cũng được này. Nhưng mà đúng không? Đúng rồi. Chỗ này thì nếu mà đi không khéo là rất là dễ chết. Đã chết nên là sau khi mà Fuji đưa tượng lên 95 thì Chida đã nhẹ nhàng bình tĩnh tốt ở 73, Cảnh là luôn. thả lại luôn, không 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 quan tâm là vua của Fuji có thể bị chiếu hết hay không, mà cứ tập trung Rồi phòng ngự thôi đã. bây giờ thôi xe 81. Xe 81 thôi, bây giờ không còn cách nào khác đúng không? Xả xe 81 thôi. Rồi thôi Nhưng đó, mà bắt đầu tấn thật sự là con xe ở đây cũng không làm gì được, đúng không? Con vua công. này bây giờ có thể Không thoải bằng. mái chạy mà, đúng không? Nên tôi nhớ không nhầm. Đúng rồi, tại vì đâu có còn gì nữa đâu, quân tượng bị cản mất rồi. Thì Chida cũng không cẩn thận lắm. Cũng không Cần. cần thiết là quá cẩn thận trong trường hợp này. Nên là anh lại thả mã ở 57 tấn công bạc cơ, dọa chiếu hết nước tiếp theo. Thế đây thì Fuji thả mã Cản ở lại. 59 cản con xe rồng lại, nhưng mà cũng không làm gì được. Mã ăn vào bạc ở 49 phong cấp chiếu, vua phải ăn qua. Đến đây thì Chida lại Lại chơi cẩn thận, sợ. lại chơi cẩn thận. Tôi không Lại hiểu tại sợ. sao tấn công luôn đi, tại sao lại cẩn thận như thế. Anh thả mã ở 71 và đến đây thì có lẽ là mọi chuyện đã an bài rồi đúng không? Anh ngoài rồi, cũng này anh ngoài rồi. Hôm nay Tại đã vì an bên kia bài. hai con ngân thì chỉ có thể thả 57 để dọa chiếu hết. Thậm chí bây giờ chiếu chiếu kiểu gì? Bây giờ nước chiếu nhất là thả mã ở 44 chiếu đúng không? Ngoài đây ra thì đâu còn nước gì nữa đâu. Nếu mà thí xuống 73 cũng rất là không ổn, hoàn toàn không ổn. Đúng rồi. Đồng kim rồi xe Cũng 71 mở mã đúng thanh không?
nhưng mà nó rất là chậm bởi vì bên kia đã có thể dứt điểm rồi, Đúng rồi, bên kia có thể dứt bên điểm kia rồi. ta đã hoàn toàn có thể dứt điểm rồi. Thì đến đây mã là thả 39 tấn công 3. Nước này sẽ là Đỡ nước gọi là nước vớt vớt đỡ vát cuối cùng đúng đỡ không? đỡ 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 Đến đây thì vàng xuống 28 thôi. Vàng con vàng này cũng không vấn đề gì, nó vẫn đang cản con vua là không chạy qua bên phải được. Xe chạy xuống 88 phong cấp thì con xe này tấn công con vàng đây, đồng thời là bảo kê hàng thứ 8. Vàng đang bị tấn công mà nên phải ăn vào mã thôi, ăn vào mã 29. Đến đây thì Fuji cũng không biết làm gì, anh lại đưa con xe xuống 81. đỡ cứu cứu cái hàng đó, Nhưng mà tại sao cứu Fuji cái lại hàng không không hai. giữ nguyên con xe rồng ở đây để có thể bảo kê rồi hàng hàng này, lại anh lại quyết định chạy xe lên 81. Tám tám chứ hả? Không, về 88 là nước trước rồi đúng không, còn nước này đúng không? À, Nhưng mà sau khi vàng ăn vào mã thì Fuji lại đẩy xe rồng xuống 81 để lại vị trí cũ. muốn ăn kim. Đúng rồi, có thể là muốn ăn kim nhưng mà dĩ nhiên chậm, quá chậm rồi, không không Quá giải quyết chậm được rồi. vấn đề gì. Lúc này thì cứ thả tượng vào 27 là xong rồi. Chỉ Là hết đa thậm mệt chí mệt còn rất rồi là đó. an toàn, thả bạc 61 bảo vệ vàng cơ. Đúng rồi, lúc này phải nên bảo vệ. Đến đây Tại thì vì sao? Tại vì Fuji chắc là nghĩ là chắc chắn sẽ nghĩ là sẽ thua rồi. Tượng được thả ở 5 năm. Cố gắng tấn công đúng không? cố gắng liên tiếp tấn công vào những vị trí đó, nhưng đã quá muộn rồi, Muộn rồi, bây giờ bởi muộn rồi. vì nước bạc 57 là một nước dọa bí, kể cả Bạc không phải bạc 57. 57 Chida đi không vào phải bạc 57. 57 Chida đi vào 57. một nước khá là dọa rồi. Dọa chưa hết rồi đúng không? Một nước dọa chưa bí rồi. Không dọa lắm, không dọa lắm, nhưng mà vẫn 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 là căng rồi. Mà dĩ nhiên là con bạc ở đây thì bây giờ con vua này chính xác là Không còn đường chạy. vẫn còn đường chạy, thế là vẫn Còn còn một đường chạy, đường. đó là lên lên Còn đâu một đây. đường. Thì sau khi bạc thả 57 nhá, đến đây thì Fuji lại đi Lại vô xe lui con về. thứ 8, Lại tức là lui có về. tận hai nước ba nước đi liên tiếp như vậy, hai nước đi liên tiếp như vậy. Đến đây thì dĩ nhiên là Gom vì quân thôi. thoải mái mà vua mình thì khá là an toàn nên là chia ra thoải mái ở hơn xa thôi. Có thể là không cho con bạc, không cho con vàng lui về, không cho con vàng lui về, không cho con vàng lui về 28 để cản đường vua đi ra. Ừ, có thể là như vậy. Sau khi vàng ăn vào hướng xa nhé, tượng ăn lên hướng xa một phong cấp. Thực ra con tượng phong cấp này cũng không làm được gì. Quá yếu, con tượng nó Thì yếu. đến đây thì Chida thả hướng xa ở 46 đó, tấn công bạc. À mà rồi thôi chạy. Đến đây thì chắc là bạc không phải ăn lên được, bạc ăn lên thì chắc là tiêu luôn. Nhỉ, bạc mà ăn lên, bạc ăn bèo. Đến đây thì quá khó rồi. Thảm hại luôn rồi. Như là chạy vua qua 38. Tất Đến nhiên đây thì là Chida cũng có khá nhiều nước để tấn công chứ đúng không? Xe rồng ăn qua mã này không cũng không chín không đấy. ăn được, không ăn được, không À ăn được, nhầm, con không tượng ăn, đang giữ. tôi nhầm. Thật ra Chida đang thật ra là Chida đang muốn đưa con xe về vị trí 58, cho nên là sẽ cố gắng đưa con xe này, đưa con xe rồng này ra khỏi vị trí 58, Xe rồng nào ở vị trí 58? 88 chứ. đưa con xe rồng ra vị trí 88 chứ. Nên có thể là cái nước trọng binh đó là một nước khá là hay. Thì Chida ở Nước tiếp đây theo, thì cái nước nước trọng binh tiếp theo khá là hay. thả tốt là 87 này, cũng là nước đi chính xác của máy tính. Nước đi này rất là hay. Thì bây giờ thì xe chạy đâu? Xe chạy chạy sang ngang được không? Nhưng mà Lui chạy về sang ngang 89 nhé. rồi. Chạy qua Chạy đây sang đồng thời ngang nó đúng chạy rồi. qua bốn cái ô này không được đúng Chắc không? chắn là nó phải bảo vệ cái ô đó rồi, chắc chắn nó phải bảo Nhưng mà vệ cái chạy qua hàng đó 98 rồi. này sao? Thì tôi có thể thả mã ở đây đúng Cản lại. không? Không, không thả mã ở đây được. À không không mã sao thả vào đó là thua luôn đấy. Thả được.
Không phải được, không khá là xong thua luôn. thế, nhưng mà đến đây thì có thể xuống tốt không cấp mà, đúng không? Được không? Được không? Không ai lại đi vậy. Tự nhiên cái cho người ta con tốt à? Mà nếu mà chạy qua đây thì sao? Làm được gì? Không rõ lắm. Không làm được gì cả. Thì nó giam lại thôi, coi như là giam luôn con xe đó lại rồi. Xe rồng, ngon ra con xe rồng này đúng không? Nhưng đây thực ra thì mặc Con dù xe con xe rồng. rồng này vẫn bảo vệ hàng ngang thứ 8 này. Ừ, nó không thể đi ra khỏi cái hàng Nhưng đó, mà bởi tuy vì nhiên nếu nó con này ra. bây giờ thành con quân quân cờ rất là thụ động. Bây giờ Rồi giờ Fuji chắc Chida là không muốn như vậy đúng không? ngắn quá rồi, ngắn quá rồi. Rồi thôi. Quá ngắn. Giả sử trường hợp nếu như mà anh con tốt đó thì sao? Ăn tốt lên thì coi như là cái hàng này là thành hàng yếu này đúng không, Đúng hợp rồi. lý không? Thì khi này là con Con sao lại ăn Husa có xuống thể ăn xuống. thì cho dù con mã là ăn lên Nhưng thì con xe giống có thể qua đây 5-8 chiếu. có đồng vương đi chăng nữa thì cũng rất nguy hiểm, nhưng mà nếu mà đồng vương thì có thể sẽ ok đấy. Đồng vương thì cũng thế thôi, tôi nghĩ là cũng thế, tại vì xe giống vẫn có thể lên đây chiếu. Vua phải chạy đúng không? Vua chạy lên đây. Bây giờ con vua đứng Chạy đây thì lên chắc chắn là khá là nguy hiểm. nên là Chạy qua. Fuji phải chạy qua trên tám. Đến đây thì Chida đi rất là Giết luôn. đi rất là nhẹ Rất là nhàng an toàn. nên Rất hai an hai tấn toàn. vào hai hai tấn công tượng rồng. Con Tượng tưởng rồng lui chạy về. xuống 1-2. Đến đây Rồi, thì Hương Sa mới ăn. dùng Hương Sa ăn và bạc 7 phong cấp đồng để chiếu. Đến đây thì mã lên, mã ở ô 39 ăn lên. Đến đây thì Chida thả bạc ở 59 tấn công xe rồng. Con yêu con xe rồng này thành mục Bắt tiêu rất con dễ để xe nó tấn bắt công rồi. phải chạy ra ngoài, bắt Bắt con con phải xe chạy nó ra phải chạy ngoài. ra ngoài, Đến đây thì xe rồng chắc không còn chắn phải nhiều chạy cơ ra hội chạy ngoài. đúng không? Chạy sang hàng ngang thì chắc là không được rồi. Nên là phải ăn lên tốt ở 87. Thì như kế hoạch thôi, năm Thì tám sau cái nước ăn lên tốt này thì Fujita đã rơi vào thế chưa hết trong 14 nước. Thì như kinh tôi đã thế. nói ấy, thì khi mà con xe rồng ăn lên tốt ở 87 đúng không? Thì cái hàng ngang này sẽ thành yếu. Và xe có thể lên đây 58 thì chiếu. Thì đến đây thì rõ ràng là đã rơi vào thế chưa hết rồi, nên là Fuji có đi đâu thì cũng sẽ bị chiếu hết thôi. Thì cũng Chạy sau nước đi này thì Fujita quyết định là đầu hàng. Có lẽ là Fujita đã nhìn thấy nước ra đòn chiếu hết rồi, đúng không? đúng Thì đến đây thì rồi, ví dụ vua chạy lên 27 đi. cũng khá là Thì khó nhìn đấy. chưa hết cái gì nhỉ? Đưa xe rồng qua 8 1 18 đúng ở không? 18 Chiếu. Vua chắc là phải đi chạy lên lên. 26. Đây là gì tiếp? Ai biết. Coi nha, coi nào, coi nào. Đây thì còn một nước, chỉ còn một nước chiếu là thả mã ở 34 thôi đúng không? Chiếu. Ăn lên. Vua vàng lên. Đâu nữa nhỉ? Đâu còn đường nào nữa đâu? À, đưa 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 kia, đưa ngân về, đưa ngân về. Không phong cấp đúng không? 4-5 Không chiếu. phong cấp. Đến đây thì vua phải ăn lên đúng không? Và xong đến đây Ăn thì lên coi như là xong là rồi. Ăn lên là xong xong rồi. rồi. Vàng đây là Bây xong. giờ bắt buộc phải lui về, lúc bắt này bắt buộc phải lui về. Lui về, Lui về. lui về thì ăn xe rồng qua đây là xong rồi đúng không? Thả kim, thả kim. Thả kim á, thả kim thì xe À rồng không ăn không không, vào, thả kim cũng ăn chết, vào cũng thôi chết. đúng không? Nếu nếu trường hợp này á, mà đem mà đi, mà trường hợp này mà lúc mà vua mà về, khoan, quay lại. Cậu lại thế nào? Lên qua lên, ăn lên, đưa về, lui về. Lùi sao được? Không không, con đưa con vương về lại 6 6 3 á. Thay vì ăn con mã lên nè.
Thay vì anh con mã đưa Ở về ba 63 nào? nè. Sao ông toàn đảo ngược đấy? Ờ 36 chứ nhầm. 36. Thì xe ăn về. Xe Rồi. dòng ăn về. Không, lúc là thằng này ngáo ngáo rồi, lúc này chia ra hút cần mua cái chơi thả tốt ở 3 năm cái là xong. Là xong, Sida thua đúng không? Là thua. Nếu mà Sida được thả tốt đây, là thua. Thua Thua ngay, ngay lập Sida thua ngay. tức. Đâu, chưa thua được, ba vẫn lên được mà. vẫn chưa thua được nhưng mà Như là ai không hay đi nước đấy cả đúng không? ai là điên khùng điên như vậy. Nhưng mà giả sử mà xe vua về đây thì sao? Vua về đây cũng thế đúng không? Mua về đây cũng vậy thôi, tại Vua vì đây nhích chỉ vào là xong rồi, xong rồi. là hết rồi, hết luôn rồi. Nếu mà thả chặn thì cũng thế, cũng không để có vấn đề gì. Nó chặn thì cũng vô nghĩa, rất là vô nghĩa. Đây, chiều đây. Lên. Câu chuyện nó là như vậy rồi. Mã lên đây. Ăn lên. Bạc về không có cấp. Thì lại giống như cái trường hợp đầu tiên mình suy luận đúng không? Đúng rồi, tại vì nó chỉ có một đường đó thôi. Vậy thì ván này rõ ràng là Vấn này rõ ràng là Fuji chỉ là Sita đã đi đã rất hoàn là toàn là nhiều nước lỗi. Fuji đã đánh khá nhiều lỗi. Thứ nhất là Fuji đã đánh khá nhiều lỗi này. Thứ hai là chị đã đánh rất là hay. Phải nói là đánh chị đánh rất là hay. Đánh Đúng hầu rồi, như là đánh đánh giống toàn như lượt đi của máy tính. đánh giống như là gài engine vậy. Như mọi người nhận định. Ván đấu này thì đã phần thắng đã nghiêng về phía của kỳ thủ của chị Sota. Và đây cũng là ván thua đầu tiên trong năm 2022 của Fuji Sota. Và với việc ván thua này của Fuji với Chia Sota thì có vẻ như là Chia Sota vẫn là cơn ác mộng của Fuji Sota. Nhưng mà rất tiếc là năm sau thì hình như là Chida đã không còn là cơn ác mộng của Fuji nữa. Khi mà Fuji đã lên thượng vị tổ A rồi, trong khi Chida vẫn còn đang ở tổ B. B1 đúng không? Vẫn là B1 đúng không? Thì có thể là năm sau Fuji sẽ quẩy nát thượng vị chiến tổ A. Nếu mà như vậy thì năm sau thì Fuji sẽ gặp những ai? Đoán xem sẽ gặp Chắc chắn là chúng ta sẽ có Toyoshima, đối thủ truyền kiếp. Tojima thì chắc là khá là một cái kèo khá là dễ cho Fuji khi mà Fuji khá là có duyên với Tojima. Thế còn những người khác thì Gần sao? như người thứ hai là Nagase, Takuya Takuya Nagase đúng không? Nagase, vương tọa. Vương tọa cũng là một đối thủ khá khó chơi. Cũng là một kèo tương đối không 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 quá căng thẳng đối với Fuji, Đúng bởi rồi. vì chiến thuật của anh này thì Kagura khá là dễ bị bắt bài. Saito Shintaro, đây là một đối thủ khá là nặng ký, Khá là mệt. Khá là mệt. có thể là Watanabe Akira Watanabe Akira cũng là một đối thủ ngang kèo đấy nhỉ. cũng hơi căng đấy. Mặc dù là về record của Fuji đấu với lại Watanabe thì 9 thắng 9 10 thắng 9 nhưng mà vẫn còn thua một. Đúng rồi. Tetsuro Itodani, đây cũng là một kỳ thủ không 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 được đánh giá là mạnh. Mà tôi nhớ là Tetsuro Itodani đã từng giành được danh hiệu Long Vương rồi đúng không? Đúng, đã từng là Long Vương. Vậy tức là kỳ thủ này cũng là một kỳ thủ khá là mạnh chứ. Cũng mạnh nhưng mà đối với lại Fuji thì không gây áp lực lắm. Có vẻ như là sau tất cả thì chỉ Da Sota mới là cơn ác mộng thực sự của Fuji Sota Saito có thể là một, nhưng mà Sugai có thể là một ngôi sao sáng của năm sau thuận vị tổ A. không? Khi mà những chiến thuật mới mà Sugai sử dụng trong Ngân Hà Chiến và Duệ Vương đã khiến cho các đối thủ cư phi xa đang khá là mệt mỏi. Và dùng chấn phi xa và đang làm cho cư phi xa khá là mệt mỏi. Một người chơi dùng chấn visa cũng căng đấy Đây nhỉ, là một người chơi cũng là một người còn khá hiếm hoi khi mà ở trên tổ A vẫn còn sử dụng chấn phi xa. Và chủ tịch Saito dùng Mưu Kai Bisa cũng là một trong những đối thủ khá là nặng ký. đúng rồi. Nếu nhìn chung thì cũng có khá là nhiều chuyện để nói về Fujita cũng như là những kỳ thủ xoay quanh anh. Nhưng mà có lẽ là phần phân tích của tụi mình đến đây là kết thúc.
Và có lẽ là mình cũng xin phép được hẹn gặp lại mọi người ở những phân tích tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ok, cảm ơn Chủ tịch chính đã mời tôi trong buổi ngày hôm nay, rất là vui.